đầu có xuôi thì đuôi nó mới lọt. Và nếu như bạn bán được cái sản phẩm đầu tiên một cách dễ dàng thì bạn cũng sẽ dễ dàng vô cùng luôn để bán được những sản phẩm tiếp theo. Vậy câu hỏi đặt ra là: thầy ơi, làm sao để em có thể bán được đơn hàng đầu tiên? Câu hỏi này chắc là của người mới kinh doanh online rồi. Thật tuyệt vời, hôm nay chúng ta có một chuyên gia thực chiến, khách mời quen thuộc, đó là bạn Minh Nguyệt. Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Nguyệt, hiện đang là trưởng hệ thống, là cổ đông của công ty Rich & Beauty Việt Nam. Với kinh nghiệm 4 năm kinh doanh và đã giúp cho rất nhiều các chị em tham gia vào hệ thống có thể bán được thật nhiều đơn hàng đầu tiên, thì Nguyệt rất vui và ngày hôm nay được ngồi đây và chia sẻ với kiến thức thực chiến này. Em nhớ lại cái trải nghiệm của em cách đây 4 năm khi em mới bán hàng online. Em mất bao nhiêu thời gian để bán được một đơn hàng đầu tiên? Cái thời gian đầu tiên mà khi Nguyệt kinh doanh online ấy, thì không ai dẫn dắt, không ai chỉ mình bán hàng như thế nào cả. Nhưng mà rất là may mắn bởi vì mình là một người chủ động. Lúc đấy cái khát khao kiếm tiền cho mình rất là lớn nên là mình chủ động đi chia sẻ và cũng bán được 5 cái hộp sản phẩm đầu tiên. Tức là một đơn hàng đầu tiên đã là 5 sản phẩm rồi? 5 sản phẩm cho 5 người đấy. 5 sản phẩm cho 5 người. Rất là nhanh, trong vòng khoảng 1 tuần thì phải. Trong vòng khoảng 1 tuần. Vậy thì trong 4 năm huấn luyện kèm cặp những người phụ nữ khác thì cái trường hợp nhanh nhất để tạo ra một đơn hàng đầu tiên kèm cặp của em là nó diễn ra trong vòng bao nhiêu lâu? Thực sự nếu đến thời điểm bây giờ mà các bạn thật sự làm việc nghiêm túc ấy thì chỉ trong vòng khoảng 1 ngày hoặc là trong vòng 7 ngày các bạn có thể tạo ra, có những người trong hệ thống Nguyệt tạo ra đến 80 đơn hàng trong vòng 7 ngày. Đó, đây là những cái điều vô cùng tuyệt vời mà thật sự là Nguyệt vô cùng tự hào khi mà các bạn đã làm được điều đó. Các bạn kiếm được ra những cái đơn hàng đầu tiên là thu nhập của các bạn tăng lên. Và cái vị trí công việc của các bạn trong gia đình ấy thì nó được khẳng định rất là nhiều. Thế hôm nay với cái chương trình chia sẻ vừa trực tiếp, vừa thực chiến, lại vừa mang tính chất là chia sẻ kiểu public, tức là chia sẻ với những người ngoài như này, thì thầy rất là mong là em hôm nay sẽ chia sẻ những cái gì đó mà không phải là một ngày hay 7 ngày mà hãy chia sẻ những cái gì đó mà chỉ cần làm nó thôi, tức là làm ngay, nghe xong phát làm ngay có thể ra được đơn hàng ngay. Vâng, thì cái việc mà chia sẻ cho các bạn kiến thức thực chiến thì Nguyệt sẽ luôn sẵn sàng, miễn là có thể giúp cho các bạn có thể có được những đơn hàng đầu tiên để cho gia đình mình có thể ủng hộ mình hơn và mình có thể có được cái đồng tiền thu nhập đầu tiên để lo cho những cái dự định của mình. Đúng là kinh doanh online thì không có gì là bí mật cả. Những thứ mà trước đây bạn ấy bí mật cho nội bộ hệ thống của bạn ấy thì bây giờ nó sẽ được đem ra để chia sẻ cho cộng đồng, cho chính các bạn đang xem video này. Nếu chỉ dùng một cái từ khóa thôi, có thể từ đó có thể ghép vào nhiều từ đơn cũng được, để nói về cái bí kíp để tạo ra đơn hàng đầu tiên thì em có cái từ khóa nào? Bí kíp để tạo ra được cái đơn hàng đầu tiên ấy thì chúng ta phải có một cái năng lực. Năng lực. Đấy lực. Chính là một cái năng lực gọi là dám đề xuất với khách hàng của bạn. Cái năng lực dám đề xuất. Đúng. Dám đề xuất, dám chủ động đưa ra lời. Đúng. Đề xuất. Đề xuất với khách hàng của bạn là: chị hãy mua hàng giúp em với. Dám đưa ra lời đề xuất. Ok. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng thứ vô cùng cụ thể. Mà chỉ cần áp dụng một trong những thứ này thôi là ra đơn hàng đầu tiên rồi. Cái thứ đầu tiên là gì? Cái điều đầu tiên ấy thì Nguyệt khuyến khích các bạn, các bạn nên bán hàng cho những ai mà thật sự là đang rất tin tưởng bạn, rất yêu thương bạn, mà mối quan hệ của hai người đang rất là tốt. Bởi vì họ sẽ là những người giúp bạn trải nghiệm sản phẩm, đưa ra những cái phản hồi tuyệt vời nhất và sẵn sàng ủng hộ bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hãy nói thật với họ rằng mình mới nhập sản phẩm này về kinh doanh và mình đã trải nghiệm sản phẩm này rồi. Đó, và mình rất là muốn gì ạ? Rất là muốn họ cũng trải nghiệm sản phẩm này để giải quyết được vấn đề như mình. Hãy nói với những người thân, hãy nói với những người đang yêu mến bạn. Bạn chỉ cần chủ động làm cái điều đó thôi, bạn sẽ có thể có được một đơn hàng đầu tiên, thậm chí là nhiều đơn hàng luôn. Chắc chắn rồi đấy ạ. Cái này thì Nguyệt nói là tất cả do ăn ở. Nếu mà chúng ta ăn ở tốt và chúng ta có mối quan hệ tốt với những người thân yêu của chúng ta thì cái điều này nó không hề dễ, không hề khó một chút nào đâu ạ. Cái điều số 2, cái người thứ hai mà chúng ta có thể bán hàng và ra được những đơn đầu tiên, hãy xem trong suốt cái hành trình bạn sống đến bây giờ, bạn đã giúp đỡ được những ai? Bạn đã từng giúp đỡ ai? Ai mà đã được hưởng cái sự giúp đỡ của bạn đó thì họ sẽ là người trả lại cái sẵn sàng giúp đỡ bạn cái thời điểm khó khăn nhất là bắt đầu kinh doanh. Đúng rồi, bạn hãy xem nào, hôm qua, một tháng trước đây, một năm trước đây hoặc quá khứ nữa, bạn đã từng giúp đỡ ai và người ta đang rất là quý bạn, mến bạn, biết ơn bạn, thì việc của bạn là hãy chia sẻ cho họ cái thông tin
là bây giờ mình đang có kinh doanh với sản phẩm này, và cái sản phẩm này nó đang phù hợp với người đấy như nào. Người đấy phải có vấn đề mà sản phẩm mình có thể giải quyết nhá. Thì lúc đấy họ đã từng được giúp đỡ của bạn rồi, thì đây cũng là một lần giúp đỡ tiếp theo để giúp họ giải quyết vấn đề. Bạn cũng sẽ có những đơn hàng đầu tiên. Ok. Còn một nhóm đối tượng nữa rất dễ để cho các bạn có thể ra được những cái đơn hàng. Có một cái trải nghiệm của Nguyệt như thế này à. Nguyệt khi mà đã tin tưởng một cái nơi nào đó để Nguyệt mua một cái sản phẩm gì đó, thì lần sau là Nguyệt cứ đến đó để Nguyệt mua thôi. Nên là cái mối quan hệ của mình ấy với những người mà mình đã mua hàng rất là tốt. Chính vì mình thường xuyên mua hàng với họ, nên là khi mà mình đề xuất với họ một cái lời mở hàng cho mình ở một cái sản phẩm mình bắt đầu kinh doanh, thì gần như 100% là họ sẽ quay trở lại và ủng hộ mình. Đây là cách gì ạ? Cách gọi bán hàng cho cái người mà mình đã từng mua hàng. Đúng rồi ạ. Hay quá. Các bạn nhớ này, nếu bạn là khách hàng của ai đó thì người đó có trách nhiệm phải chăm sóc bạn, phải xây dựng mối quan hệ với bạn, phải kết thân với bạn. Đó chính là lý do vì sao mà bạn nếu đề xuất ngược lại là họ mua sản phẩm của mình và sản phẩm đấy lại đang giải quyết được cái vấn đề nào đó của người ta, thì cái tỷ lệ mua hàng của người ta vô cùng cao các bạn ơi. Người ta đã là người bán hàng rồi ấy, thì người ta rất là quen với cái việc là tiền ra tiền vô trong tài khoản, đúng không nhỉ? Nên là khi người ta chuyển tiền cho mình để mua hàng thì người ta cảm thấy là một chuyện hết sức bình thường, chứ không phải là mình đang bán hàng cho người nào đó mà chưa từng biết chuyển khoản, chưa từng mua hàng trên online, thì nó khó hơn rất là nhiều. Ok, bây giờ có đối tượng nào nữa? Còn một cái đối tượng nữa thì là cái đối tượng này là chính là những người có hoàn cảnh giống mình chẳng hạn. Bởi vì chắc chắn chúng ta đến với một cái kinh doanh nào đó, một sản phẩm nào đó, nó sẽ có cơ duyên. Chúng ta có thể kể những cái câu chuyện bản thân mình trải nghiệm sản phẩm như thế nào, để cho những người mà đang gặp cái vấn đề giống như mình, ngay kể cả thời điểm các bạn chưa đăng bán đâu nha, các bạn chỉ cần kể cái câu chuyện trải nghiệm của bạn với sản phẩm nó thích thú như thế nào thôi ấy, thì chính rất nhiều người đang có vấn đề giống như bạn, họ sẽ sẵn sàng inbox cho bạn và hỏi bạn về sản phẩm đó. Hay quá. Tức là thậm chí là bạn chưa nói là tôi bán sản phẩm này, mà bạn chỉ cần kể cái câu chuyện, nó bắt đầu từ nỗi đau của bạn, nó bắt đầu từ cái cơ duyên bạn gặp cái sản phẩm đấy như nào, và nó tiếp theo bằng cái nỗ lực mà bạn đã cùng cái sản phẩm đấy giải quyết vấn đề của mình như nào. Bạn kể được câu chuyện đấy thông qua Facebook của mình, thông qua Zalo của mình, và làm video quăng lên trên cái kênh YouTube của mình thôi, thì bạn hoàn toàn cũng có thể kiếm được những người cũng đang gặp vấn đề như vậy và cũng muốn được giải quyết vấn đề giống như bạn. Ok, đấy chính là cách để có được thêm một đơn hàng nữa. Cách tiếp theo mà người muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là gì ạ? Khi mà ấy, chúng ta đã làm cho rất là nhiều người tò mò về cái sản phẩm của mình rồi, thì bạn lúc đó bạn chỉ cần đưa ra một cái lời đề xuất rất là nhỏ thôi, thì họ sẵn sàng mua hàng với bạn luôn, cùng bạn mua hàng luôn. Đấy chính là gì ạ? Các bạn thường thấy rằng các công ty ấy, thường có những cái chính sách ưu đãi cho những người mua nhiều. Đó, chính vì như vậy ấy, chúng ta có thể inbox cho họ, rủ họ rằng hãy mua chung với em cho rẻ. Mua chung với em có thể được giảm phí ship, mua chung với em đi. Đó, ưu đãi 10-20%. Đấy, được ưu đãi bao nhiêu phần trăm đó thì họ rất là thích ấy, chị em ạ. Rất là hào hứng để đón nhận mua hàng của chúng ta, họ thích để được mua cùng. Họ thích mua cùng. Hay quá, họ thích mua cùng. Bây giờ có một cái đối tượng nữa mà mình cũng hoàn toàn có thể thuyết phục họ mua hàng của mình này. Đó là những đối tượng mà lần đầu tiên xem live stream của mình. Đúng. Thầy tự phát hiện ra một cái điều như này, là ai đó mà chưa bán hàng online bao giờ ấy, thì thường họ cũng hơi bị yếu về cái kỹ năng live stream. Đó, thì nếu như bây giờ họ dám, chỉ cần ăn mặc chỉnh chu hơn một chút, có một cái kịch bản để còn live stream thôi, và bật nút live stream lên, thì tự nhiên là người ta sẽ cảm thấy ô, chưa bao giờ nhìn thấy con bé này ngồi ở góc quay như này, chưa bao giờ nhìn thấy nó live stream kiểu như này, nó đúng như này cả, thì nhìn cũng hấp dẫn, thì người ta sẽ xem mình. Và lúc đó bạn chỉ cần là gì ạ? Kể về cái câu chuyện của mình và đưa ra lời đề xuất ngay trên live stream này thôi, bạn chỉ cần dám live stream để bán hàng thôi là bạn chắc chắn sẽ bán được hàng. Thì có một niềm tin tuyệt đối là như vậy. Chính xác là như vậy đấy ạ. Thông thường mà chúng ta khi bắt đầu kinh doanh ấy, cái điều chúng ta rất là ngại đấy chính là xuất hiện trước mặt mọi người. Thế nhưng mà các bạn ạ, cái việc mà bạn làm một cái điều gì đó khác biệt, nó sẽ tạo ra một cái sự tò mò rất lớn đối với những người khác. Khi mà chúng ta dám bật cái máy quay lên và chúng ta live stream, không cần chúng ta phải kể chuyện bán hàng đâu, chúng ta kể cái câu chuyện ấy về bản thân mình chẳng hạn, ấy trò chuyện với khách hàng chẳng hạn, và sau đó là gì ạ, chúng ta tâm sự này, kể câu chuyện của mình là cái thực tế nhất đó, thì người ta có một cái suy nghĩ như thế này: con bé này dạo này nó làm sao nhỉ, con bé này dạo này nó có cái gì khác nhỉ. Và hãy nhớ rằng hãy thật chỉnh chu vào, nếu bạn đang muốn bán một cái sản phẩm gì đó, đặc biệt những cái sản phẩm liên quan đến làm đẹp, thì các bạn phải chuẩn bị một cái hình ảnh lên đó, chỉnh chu vào. Không cần thiết phải nói hay, chỉ cần bạn đẹp hơn so với cái lần mà người ta nhìn thấy bạn thôi,
là tự dưng nó đã có một cái sự kích thích rất là lớn. Song song với đó là chúng ta kể được cái câu chuyện trải nghiệm của chúng ta với sản phẩm nào đó thì tự dưng ấy sẽ có rất là nhiều người muốn trải nghiệm cùng với bạn đó. Hay quá, chính xác là như vậy rồi. Và cũng tiện đây thì Dự muốn bày thêm cho bạn một cái bí kíp nhỏ nữa. Bạn muốn bán được cái đơn hàng cho ai đó thì bạn hãy khiến cho họ nói no, khiến cho họ nói không. Muốn bán được hàng lại khiến cho họ nói không. Thế chiến lược này cụ thể như nào? Bạn hoàn toàn có thể liên hệ với những người thân quen của bạn, với những người bạn bè của bạn, với những người cũng đang kinh doanh rồi. Hãy nói cho họ biết sự tuyệt vời của sản phẩm mà bạn đang kinh doanh. Hãy đề xuất với họ rằng là kinh doanh sản phẩm này của mình, vì sản phẩm này có những đặc điểm như này, có những chế độ đãi ngộ như này, được đào tạo như này. Bạn hãy tìm cách để thuyết phục những người khác kinh doanh cùng mình. Và ngay cả khi mà họ chưa đồng ý kinh doanh cùng bạn thì đấy cũng là cơ hội tuyệt vời để còn bạn sẽ khuyến khích họ là trải nghiệm cái sản phẩm của mình đi, để còn sau này gì ạ, có niềm tin hơn vào sản phẩm thì lúc đấy có thể kinh doanh. Nên người ta có thể nói no về cái lời đề xuất, hoặc là người ta chưa nói no, chưa nói yes, tức là chưa đồng ý với lời đề xuất bán hàng của bạn, nhưng mà họ cũng sẵn lòng, rất là sẵn lòng để trải nghiệm sản phẩm đấy. Họ từ chối cái A thì đồng nghĩa việc là họ sẽ đồng ý với cái B. Thì đây cũng là cái thứ mà cũng thấy Dự nghĩ là nó khá là hay. Nó rất là hay đấy. Khách hàng nói không không phải là họ nói không đâu ạ. Chắc chắn là sau những cái câu nói không chắc chắn là một lời nói có. Chúng ta chỉ cần là liên tục tạo ra những cái câu trả lời cho khách hàng, rồi dẫn khách hàng đến một cái chủ đề có là được. Đấy, nếu mà chị không kinh doanh thì chị có thể trải nghiệm sản phẩm cùng với em. Nếu mà chị trải nghiệm sản phẩm với em, chị vẫn không thì em tặng chị một sản phẩm dùng thử. Đây là một cái chiến lược rất là hay dùng thử nha. Ví dụ như thế này, Nguyệt có những cái gói dùng thử như thế này. Có thể rằng khi mà Nguyệt chia sẻ cho khách hàng nha, chủ động đề xuất nhưng mà họ nói không, em tặng chị này, chị dùng 3 năm ngày đi, chị thấy ok không? Mình chăm sóc họ thật tốt và trong cái quá trình họ dùng thử, họ thấy ok chắc chắn là họ sẽ không ngại mà mua sản phẩm cho bạn đâu. Hoặc là khi mà chúng ta không biết mở lời với người ta như thế nào ấy, thì chúng ta có thể đưa cho họ một cái sản phẩm như thế này và nói với họ một cái điều rất là bình thường thôi, em đang muốn xem cái sản phẩm này nó tốt như thế nào. Đó, nên là em nhờ chị sử dụng đi, rồi chị cho em xin cái phản hồi của chị. Đấy, xem là nó tốt hay nó không tốt, nó như thế nào thì chị bảo với em một câu nhá. Bởi vì là em cũng định rằng nếu mà trong thời gian này em đang có thời gian rảnh này, em cũng muốn là kiếm thêm thu nhập từ cái công việc này. Em trải nghiệm rồi, em cần một vài cái phản hồi từ phía chị. Đó, thì cho họ trải nghiệm trước thì lần sau bạn đề xuất mua hàng rất là dễ nha. Hay các quá. Bạn nha. Nhưng mà trong quá trình mà mình nói chuyện với họ như vậy thì chú ý lời của mình một chút nhá. Thì mình hạn chế cái việc là nói là chị trải nghiệm đi xem nó tốt hay không tốt, mà mình nói là xem nó tốt đến mức độ như thế nào. Đúng rồi. Tức là nếu mà dùng từ không tốt đấy là họ nghĩ là họ là con chuột bạch thì chết tòi đấy. Không, hay nhớ là bạn phải là người trải nghiệm trước nha. Và chị yên tâm là cái sản phẩm này chắc chắn nó đúng sẽ rồi. Với giấy tờ mọi thứ là đều đủ rồi, nhưng em muốn thực sự biết là nó tốt đến mức độ như thế nào, nên chị giúp em cái điều này. Nguyệt vẫn nhắc các bạn là phải chú ý đến sản phẩm, thật nhiều đến sản phẩm của bạn. Bạn phải thật sự tin tưởng vào sản phẩm của bạn và bạn phải lựa chọn thật kỹ sản phẩm trước khi đưa sản phẩm cho một ai đó. Tránh để tình trạng là gì ạ? Khi mà bạn lựa chọn sản phẩm không tốt mà đưa cho khách hàng ấy, mà nhận được quá nhiều cái phản hồi xấu về sản phẩm thì các bạn sẽ không thể nào đi được cái bước thứ hai đâu ạ. Hay quá, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy chúng ta đã cùng nghe những cái bí kíp vô cùng đơn giản để bạn tạo ra những đơn hàng đầu tiên. Thầy Dự nói ở đầu video rồi, những cái gì mà lần đầu tiên mà chúng ta làm thuận lợi ấy, thì nó là tiền đề rất là tốt để chúng ta có thể làm những thứ tiếp theo. Đầu có xuôi thì đuôi nó mới lọt. Và thầy Dự cùng bạn Nguyệt có một món quà dành tặng cho bạn, đó là 8 cái bí kíp để tạo ra thu nhập 10 triệu đầu tiên trên Internet. Và 8 bí kíp này thì sẽ được gửi miễn phí cho những bạn nào có thể là comment là em muốn nhận quà, hoặc liên hệ trực tiếp với Facebook Hán Quang Dự hoặc Facebook của bạn Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Hãy tìm trên thanh công cụ tìm kiếm Nguyễn Thị Minh Nguyệt, bạn inbox và nhận cái món quà đặc biệt này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình talk show sau. Xin chào. 2 bước để bạn nhận bài học mới của tôi mỗi ngày. Bước 1, ngay bây giờ hãy đăng ký kênh YouTube và để biểu tượng nút chuông. Bước 2, hãy vào trang Facebook của chính bạn và gõ Nguyễn Thị Minh Nguyệt, gửi lời mời kết bạn và để chia sẻ.